Xin chào các bạn, hiện nay mình đang có ở đây một thiết bị đến từ Oppo. Có lẽ là nhìn cái hộp này, khá nhiều bạn sẽ lầm tưởng rằng đây là chiếc Oppo Piano. Đúng là hãng này đóng hộp cho chúng ta hai thiết bị này rất là giống nhau, dòng chữ rồi cho đến cái cách hiển thị một số cái biểu tượng ở bên cạnh này rất là tương tự nhau. Tuy nhiên chúng ta đang có ở đây chiếc Oppo Clover, là một sản phẩm cũng tầm trung mà 7S đã từng gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về sản phẩm này. Về Oppo Clover thì mà sau ghi một số thông tin, màn hình của nó tương tự với Galaxy S2 là màn hình 4,3 inch, độ phân giải 800x480. Tuy nhiên thì không phải là màn hình AMOLED mà chỉ là màn hình LCD, cảm ứng điện dung. Camera của nó 5 megapixel, có một số tính năng khá là hay như là chụp ảnh tự sướng, khiến da bạn sẽ mịn, đẹp hơn, nâng mũi, vân vân. Mà camera trước 2 megapixel, về kích thước của nó thì nó dày 9,8mm và nặng 141,5g. Và mình sẽ mở hộp của thiết bị này ra. Sản phẩm này thì mình đã sử dụng qua và mình đánh giá là một thiết bị khá là tuyệt vời trong tầm mức giá của nó. Có lẽ rằng trong tầm mức giá này thì các nhà sản xuất lớn như Samsung, Sony, HTC khó mà cạnh tranh lại được. Và chúng ta đang có chiếc Oppo Clover ở đây. Thiết bị này được có một thiết kế khá là thanh thoát. Các bạn nhìn thấy là cái màu chủ đạo của nó là màu trắng. Có lẽ là đối tượng hướng đến là người dùng là phải yếu nhiều hơn. Mặt trước này là camera trước đây, toàn bộ màn hình sẽ chiếm phần lớn phía trước. Bên dưới chúng ta sẽ có 3 phím điều hướng, gồm phím back, phím menu và phím home và phím cảm ứng ẩn ở bên dưới này. Khi các bạn bật máy lên để đèn nền thì mới thấy dần chữ Oppo. Bên dưới của máy thì hơi thụt xuống, tương tự chiếc Sony Tipo. Bên cạnh phải chúng ta rồi có phím tăng giảm âm lượng và cạnh trái là phím nguồn. Dọc theo thân máy sẽ có một cái đường viền loại màu sáng rất là đẹp chạy dọc theo thân này, rất là ấn tượng. Phía trên là jack cắm tai nghe 3,5mm, bên dưới là cổng kết nối micro USB, mic đàm thoại. Mặt sau của máy camera 5 megapixel, nền flash LED. Tất cả những cái vị trí này đều được làm ấn tượng lên nhờ một cái đường viền ở xung quanh, dòng chữ Oppo và cuối cùng là loa ngoài. Thiết bị này thì hiện nay nó có một cái cấu hình vi xử lý khá là tốt, chạy Android 4.2.2 mới nhất trên thị trường. Có lẽ là ít khi có một sản phẩm nào tầm trung lại chạy hệ điều hành mới nhất như cái sản phẩm này. Vi xử lý của nó là lõi tứ 1.2GB và RAM là 1GB. Sản phẩm này có hai SIM, một SIM micro và một SIM thường, các bạn để ý đây, và khe cắm thẻ nhớ ở giữa này. Các bạn lưu ý một điều là thiết bị này là một thiết bị có tính năng Smart 3G, tức nghĩa là cả hai SIM 1 và SIM 2 đều có thể lên sóng 3G được. Như vậy là chúng ta không cần phải quan tâm SIM nào hỗ trợ 3G hoặc SIM nào hỗ trợ 2G như xưa, vì thế nên nó không có ký hiệu. Bên trong hộp này thì chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng cũng như là chế độ bảo hành của thiết bị Oppo. Chúng ta có một cục pin. Cục pin là pin lithium có dung lượng là 1700mAh. Chúng ta có một cục sạc. Cục sạc này thì nhìn khá là giống một cái hộp diêm. Lần đầu tiên mình thấy cái thiết kế cục sạc như thế này. Chúng ta có tai nghe. Đây là một loại tai nghe cao cấp sử dụng công nghệ Direct HD. Sản phẩm này khi được bán ra là tập trung vào nghe nhạc giải trí. Nó có tích hợp một số công nghệ âm thanh như là vi xử lý của hãng Tiomap, Direct HD và cả Dolby Mobile. Và cái tai nghe của nó được tặng kèm là một loại tai nghe cao cấp cũng tương tự như là chiếc Oppo Find 5. Có lẽ giá trị tai nghe này cũng rất là lớn, không hề thua kém các loại tai nghe cao cấp ở ngoài thị trường. Và cuối cùng là chúng ta có các kết nối micro USB. Tất cả các phụ kiện này đều theo tông màu trắng phù hợp với sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng. Hiện nay chiếc Oppo Clover này đã được bán chính hãng tại tất cả các cửa hàng của 7S trên toàn quốc. Và các bạn quan tâm thì nên theo dõi bài đánh giá chi tiết cũng như tìm hiểu một số tính năng mới trong sản phẩm này. Ở cá nhân mình, với tầm mức giá của sản phẩm này, có lẽ là các bạn không nên lựa chọn một thiết bị nào khác, bởi vì mình đã thử sử dụng qua rất nhiều rồi, nhưng mà thiết bị này đến từ Oppo cho một cấu hình tốt, tính năng rất là hay, cực kỳ là tuyệt vời, phù hợp với những người nào có thu nhập thấp. Các bạn cảm thấy video ích đừng quên like, share với bạn bè, truy cập vào trang 7s.com.vn để theo dõi mức giá của thiết bị này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.